Kính thưa tất cả quý vị, có rất là nhiều những cái câu hỏi mà khán giả đặt ra cho phía gia đình của bé Văn An, đặc biệt là bên phía của chị Loan và anh Vinh. Thì Phúc Võ cũng cố gắng liên lạc với người nhà để chúng ta cùng trao đổi với nhau một số những cái thông tin cần thiết. Mà cái thông tin nào đó mà nói được thì anh Vinh anh sẽ nói. Còn cái thông tin nào mà còn đang trong quá trình điều tra, giữ bí mật đó thì chúng tôi tạm thời là giấu, ha. Tất nhiên rằng là Quốc Võ sẽ làm một cái việc này với một cái tư cách là một cái người làm về YouTube, làm truyền thông thì phải công bằng, văn minh và lịch sự và cho mọi người có cái tiếng nói công tâm. Và chúng ta hãy nghe những cái tiếng nói của người trong cuộc thì nó mới chính xác, chứ còn nếu mà chúng ta nghe từ trên mạng xã hội đó, đôi khi có những người bên phía bên kia họ cài người vào đó để họ làm nhiễu loạn thông tin thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là đối với Quốc Võ đó thì chúng ta thứ nhất là nên nghe từ người ở trong cuộc, tức là người nhà của nạn nhân. Thứ hai là nghe từ phía những luật sư mà biện hộ đứng về phía chính nghĩa. Và thứ ba nữa là chúng ta nghe từ những cái tờ báo chí, những cái tờ báo mà chính thống để chúng ta nắm được thông tin. Đó. Tại vì khi mà cơ quan họ điều tra xong đó thì họ phải trao đổi thông tin với lại báo chí, thì lúc đó báo chí được được đăng lên những cái gì đó cần thiết thôi. Thì hôm nay Quốc Võ sẽ có một vài câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Vinh, tức là anh ruột của chị Hạnh, là mẹ của bé Văn An. Thì chỉ có người trong cuộc thì chúng ta mới hiểu được như thế nào. Ở trong đây có những câu hỏi rất là quan trọng mà khán giả cũng đã hỏi và những cái lời đồn thổi vừa qua rất là nhiều. Vì vậy cho nên là hôm nay là Quốc Võ sẽ hỏi trực tiếp anh Vinh luôn để anh Vinh anh trình bày cho quý vị nha. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ điện thoại cho anh Vinh. Mời các quý vị cùng nghe. Anh nha. Hello Vinh ơi, anh Quốc đây. Em chào anh Quốc ạ. Sức khỏe không em? Hôm qua anh cũng mới đến Sài Gòn về, cũng nói chung là cũng bình thường, hiện cũng tạm ổn rồi, tết nhất đến nơi rồi. Vậy đó hả? Tất Lo nhất đủ thứ anh. quá nhiều việc lo đúng không? Vâng, lo đủ. Thì nói chung là em cũng phải giữ sự sức khỏe đó. Vâng anh, cảm ơn anh ạ. Có khá nhiều những cái câu hỏi mà cộng đồng mạng đã đặt ra và có những cái thông tin nó gây nhiễu loạn làm cho hoang mang cái dư luận đó em. Thì nó liên quan tới gia đình của bé Văn An, cho nên là hôm nay anh điện thoại để anh thu âm, để anh có thể là anh đưa cái tiếng nói của em lên trên trên mạng xã hội để cho mọi người cùng biết, nắm bắt được chính xác những cái thông tin đó. Thì vừa rồi thì có một cái thông tin nói rằng là gia đình đã nhận được 1 tỷ đồng từ bên phía gia đình của Thái Trang để mà làm một cái đơn xin ân xá cho Thái Trang. Thì cái chuyện đó nó như thế nào, em có thể là cho cộng đồng mạng có biết được không em? Vâng, thì em cũng biết trên mạng xã hội vừa rồi là vừa qua là có bảo là gia đình em là nhận 1 tỷ đồng để làm cái đơn bãi nại cho Thái với Trang. Nhưng mà em thông báo để anh cùng tất cả cộng đồng mạng cũng như những người mà đã ủng hộ cháu rồi là giúp đỡ cháu, cả mọi người trên 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 đất nước Việt Nam cũng như là trên thế giới, rằng là gia đình em không bao giờ làm cái việc đó hết, không bao giờ nhận tiền để mà đi bãi nại rồi là đi đồng lõa những hành vi mà tàn ác và dã man nhất của hai cái con người đó hết anh ạ. Tại vì mình vật chất nó không thể làm được cái, nên 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 cái bản chất hoặc là cái lương tri của một con người anh ạ, mạng người đâu thể bù bằng tiền được anh, Đúng rồi. giá trị nó không thể làm được như thế. Không phải bản thân thì gia đình em mà tất cả mọi người trên bất cứ trên ở đất nước nào cũng thế thôi, họ không thể vì một cái đó mà người ta làm. Thứ nhất là ảnh hưởng đến mình và ảnh hưởng những gọi là còn còn nhiều người khác nữa cơ, còn tất cả những mọi người nữa cơ, chứ không phải riêng gia đình em.
mà bản thân gia đình em thì không bao giờ làm được đó. Ừ. Tỷ hay 10 tỷ không làm anh, nói Đúng thật. rồi. Gia đình em chỉ mong làm sao mà pháp luật xử đúng người đúng tội, nghiêm minh. Ừ. Tội người nào đâu là xử lý thế đó thôi. Ừ. Chứ còn mà bỏ vào nhà em nhận 1 tỷ không có đâu. Rồi anh cứ bảo họ chồng 10 tỷ ra chắc nó làm đơn bãi lại, mà cái pháp luật quy định rồi chứ, bãi lại chỉ là một phần tình tiết giảm nhẹ thôi, nếu gia đình có thôi, không phải là làm chúng nó thoát tội đâu. Đúng rồi. Vâng, điều chỉnh cái mối quan hệ giữa người phạm tội với pháp luật thôi, chứ bọn em nếu gia đình bãi lại thì chúng nó chỉ có giảm tội phần nào thôi, nhưng mà gia đình chỉ muốn là làm cái việc tàn ác của chúng nó phải bị trừng trị nghiêm minh, mang tính răn đe ở đất nước em cũng như toàn thế giới nữa cơ. Tại hiện tại bây giờ có rất nhiều trẻ em như vừa rồi đấy anh bị như thế, đau lòng lắm anh đó. Như vậy em có nghĩ rằng là ai đó đã tung ra những cái tin này để làm ảnh hưởng đến gia đình của em không? Đây là thì em không biết là ai hết, nhưng mà chắc chắn là họ muốn đang 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 làm xấu đi cái hình ảnh của cháu cũng như gia đình em, mất đi cái giá trị đạo đức, mất thật cái giá trị đạo đức của một con người đối với gia đình em. Gia đình em không bao giờ làm như thế hết anh. Họ là nói vậy, nó đặt điều bịa đặt, họ câu view câu like rồi là họ ảnh làm bôi nhọ đến danh dự của mẹ cháu cũng như gia đình em thôi, còn chẳng bao giờ mà nhà em làm cái điều đó hết anh. Có nghèo thật chứ, có thiếu tiền thì cũng không bao giờ làm điều đó hết. Dạ vâng. Mấy hôm nay thì em có thấy là các luật sư mà đứng về phía mình đó có hỏi thăm hoặc là họ có làm việc gì mà một cách rất là năng động không, liên lạc với gia đình hoặc là liên lạc với phía phía của cơ quan chức năng này nọ không em? Dạ, các luật sư thì hiện tại thì có ba luật sư là của cái ba đại diện cơ quan văn phòng, thì có luật sư Phạm Công Hồng, luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ. Thì nói chung ba luật sư đó là những người họ các bác các cô các anh rất là đang tâm huyết với cái việc của cháu, đang rất là giúp đỡ và muốn đưa tổ áp những loại ánh sáng, nên là các luật sư rất là quan tâm và cũng rất là gọi là sốt sắng với công việc của vụ việc của cháu anh ạ. Nói chung là em cũng nhân đây em cảm ơn luật sư Lữ rất là nhiều, cũng như luật sư Phạm Công Hồng và luật sư Thơm mà ba luật sư cũng rất là tận tâm và giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu trong những ngày vừa qua. Rồi nhưng bây giờ là tin tức là mình cứ chờ các luật sư họ họ thông báo cho mình hay là mình chờ bên phía của công an hoặc là cơ quan chức năng, cơ quan điều tra gì đó, mình chờ ai em? Dạ hiện tại thì bây giờ là gia đình cũng như luật sư đang chờ cái kết quả điều tra của công an cảnh sát điều tra cũng như cơ quan tiến hành tố tụng nhỉ. Dạ vâng. Như vậy thì cái bước điều tra anh nghĩ rằng là nó đã sắp như kết thúc rồi chứ, bởi vì họ đã lấy được cái camera rồi đó, họ họ phục hồi được camera rồi, qua cái lời khai của bên phía của bị cáo là đã khai hết rồi mà đúng không? Thì cũng như em thông tin báo chí đấy anh, thì em cũng chỉ có biết rằng là qua thông tin báo chí thôi, chứ còn cơ quan điều tra cũng chưa thông báo gì về cái kết quả camera hết, kết quả mà gọi là khôi phục lại dữ liệu camera mà thằng Thái nó xóa hết anh ạ. Xóa hết thì đúng rồi, nhưng mà cũng có nghe những nguồn tin nói rằng là cơ quan chức năng đã phục hồi được hơn 70-80% gì rồi mà đúng không em? Thì em chỉ nghe qua báo chí thôi, thật sự đến gia đình bây giờ cũng chưa biết được nội dung như nào anh ạ. Họ cũng không báo cho anh biết luôn hả em? Dạ chưa ạ, tại vì có lẽ đấy là cái bí mật điều tra mà người ta chưa, cơ quan điều tra chưa làm rõ hết toàn bộ để đưa ra quyết định đối với quyết định tội danh đối với Thái và Trang, thì có lẽ là cũng chưa chưa đưa ra anh.
Có một cái câu hỏi này mà khán giả thường rất là nhiều người họ 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 hỏi nè, là họ nói rằng là tại sao bên phía gia đình lại đi thiêu cháu sớm quá vậy, trong khi mà cái vấn đề đang điều tra xét xử về cái này mà lại vội vã mà đồng ý cho cháu đi thiêu, là cái lý do này là lý do như thế nào, em có thể giải thích được không anh? Thì cũng như em cũng đã nói với, có lẽ em cũng đã nói với anh hoặc là tâm sự anh hoặc là cũng như mọi người rồi, thì lúc mà bối rối thì mình cũng không nghĩ rằng là cháu nó nhanh như thế đâu. Thì em có bảo chôn nhưng mà chỗ chị Thái bảo là nếu mà chôn thì cháu ở xa quá, 20-30 cây số lận, mà ở đấy cháu ở nghĩa trang này nó rất lạnh lẽo. Thì theo ý kiến của chị thì nên thiêu cháu rồi là gửi cháu vào chùa cho nó được được ấy, và được 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 ấy, được được gọi là được nghe kinh rồi là cháu siêu thoát đấy. Thì lúc đó thì bản thân lúc đó thì em cũng nghĩ là như vậy thôi, gia đình em cũng nghĩ thế, em cũng nói tại vì có một mình em thôi, có hai anh em với bố mẹ, còn bố mẹ em thì cũng lớn khá lớn tuổi, em cũng bệnh tật, thì em cũng đứng ra em lo mọi thứ, thì em cũng nghĩ là như vậy tốt cho cháu, và như không nghĩ là vụ việc nó đi quá xa mà để cơ thể cháu nó hành hạ cháu em. Khi mà biết được thì em nghĩ rằng có thể em đang em suy luận thôi, có thể đấy một cái người ta gọi là cái nó dẫn mình đi đấy. Vâng, họ đưa cho mình vào cái, nó dẫn mình đi vào cái mà người ta chuẩn bị trước rồi. Đấy là em suy luận thôi, em logic lại thôi, những cái mà em biết sau vụ việc đó nó mới thấy nó mới, cũng như là mình không biết được nó vụ việc nó lại tàn bạo, nó dã man, nó độc ác trong cổ chúng nó, nhưng nó dựng ra một cái việc, đưa ra một cái để mình theo. Đấy là quan điểm của em thôi, em cũng như gia đình, còn mọi người nghĩ nào thì em không biết, đấy là quan điểm của cá nhân em người trực tiếp xử lý cái việc đó. Thì em mới nhận ra, em mới vô tình nhận ra rằng là có thể là người ta đang dẫn mình đi vào cái Một đường người ta sắp đặt đã từ vẽ trước rồi. sẵn rồi, sắp đặt từ trước rồi. Tại vì sao? Lúc đó em mới biết rằng là tại sao mà bản thân một con người đi mất đi là trước tiên là gia đình nó phải biết, và gia đình nó phải báo cho mẹ mẹ cho mẹ cháu liền. Tại sao cả một ngày trời mẹ cháu mới biết được? Đấy đấy là em rất là suy nghĩ cái vấn đề đó, từ từ khi mà biết được cái sự tình nó lại dã man và tàn độc như thế. Còn bình thường thì mình cũng nghĩ cháu mình có thể là lúc đầu nghĩ là có thể là con kia đánh rồi nó vô tình làm sao nó vào chỗ hiểm, hoặc nó đánh cháu dẫn đến chết, nhưng mà không đến nỗi là gọi là cơ thể cho bầm tím nó không hồ vàng này, và chịu một thời gian rất là dài, cả năm trời, hơn năm trời như thế anh ạ. Mà cả em và bà mẹ ruột của cháu cũng không biết luôn hả? Trong một năm đó luôn. Không thì bây giờ một năm thì đã mất 6 tháng dịch rồi anh, năm tháng mấy 6 tháng dịch rồi đó anh, thì cấm mọi thứ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên thế giới thì anh cũng biết rồi, đã mất năm năm tháng mấy 6 tháng dịch rồi. Không bao giờ cho cháu nó gọi về cho mẹ nó hoặc là về trường và cho em luôn. Không bao giờ cho mẹ cháu ngủ, cho mẹ nó, cho thằng Thái với con Trang, không bao giờ nó cho Vân An gọi về cho mẹ hoặc cho bà. Cái thời gian mà còn cái bà mẹ nó, sau nó được tháng nó về đấy, thì con kia nó về thì nó đuổi bà ấy. Thì bắt đầu là mẹ cháu là tìm đủ một cách gọi điện không liên lạc được, anh cũng thấy đấy, cũng như dòng tin nhắn gọi để cho cháu gặp mẹ đấy, vừa cho thằng Thái ấy, của em Hạnh Nhâm, của mẹ của cháu đấy, nói chung là nó của Vân Nam gặp mẹ nó. Nó ác quá mà cái mà tại sao sao lúc đó là gì dịch mà hay là sao mà cũng không không có mà tiếp cận được với cháu ha. Nếu mà tiếp cận được sớm thì mình biết biết cái vấn đề rồi.
Thì thứ nhất là dịch bệnh cũng anh cũng biết rồi là 5 tháng trời ở thành phố Hồ Chí Minh. 5 tháng trời. Đó. Và lại là anh cũng có là mẹ cháu cũng cũng còn là tìm đủ mọi cách rồi là nhờ mọi người để coi trên trang cá nhân của nó như thế nào không anh. Thì có cái hình ảnh của cháu vẫn có đó, chụp hình anh có thấy đấy. Nó đạo đức giả đấy anh. Nó chụp những hình bé đốt thắp nến rồi là đứng cùng ôm ấp chúng nó ngụy tạo ra cái hình ảnh đó để cho mẹ cháu hiểu, giống như cho mẹ cháu an tâm đấy. Nó che mắt mọi người như thế chứ không nghĩ là nó tà. Mẹ cháu thấy thì có lẽ là bố nó cũng xem thương nó thôi chứ không có việc gì hết anh ạ. Thì bản chất của người bố mà anh hổ dữ không ăn thịt con thì làm sao để cho một người mà hành hạ thế được, nếu là một người bình thường giống như anh hoặc là em đúng không, dù mình như thế nào cũng thế cũng phải thương con. Thì những hình ảnh đó thì nó cũng là cũng thể hiện rằng là con mình cũng đang được chăm sóc tốt đó, được bố nó chăm sóc quan tâm tốt chứ không nghĩ là nó lại xảy ra như việc nó lại xảy ra cái việc tàn độc như thế anh ạ. Đau lòng quá ha. Em nhà em cứ nói đi, cái nhà em không muốn nói lại nhiều đâu, tại mỗi mỗi lần mà nhắc lại thì thật sự là càng căm phẫn hơn, này càng buồn căm phẫn của nó. Anh biết cái điều đó cho nên anh chỉ hỏi em những cái câu hỏi phải nói rằng là nó mà cộng đồng đang quan tâm nhiều, tại vì bây giờ cái như là nó mấy cái tin tức nó nhiễu loạn quá. Và mà nếu như mà mình không có lên tiếng thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình em rất là nhiều. Tại bây giờ giống như là bây giờ phe ta nó chia làm hai phía. Chính luôn cái phe ta luôn đó, nó cũng vẫn chia làm hai phía luôn, một cái phía là bên phía của Phương Lê, một bên bên phía là bên phía của gia đình em, hai bên nó chống nhau đưa ra những thông tin, và hình như là của bên kia nó cũng cài người vào đây để nó đưa những thông tin vô trong những cái rút kín nữa, để nó làm nhiễu loạn thông tin. Cái đó thì anh cũng biết rồi, truyền thông rồi là con người thì ở chỗ nào cũng vậy, ở mỗi bất cứ một xã hội nào cũng thế, nó có hai mặt của nó có người tốt người xấu. Đấy, còn chị Phương Lê thì cũng như em nói với anh rồi, thì gia đình em cũng đấy, cũng em cũng nhắn với chị, em cũng rất là cảm ơn chị, thật sự là rất cảm ơn chị rất là nhiều đối với cái việc những việc mà chị đã làm cho cháu. Cái gia đình không có gì gọi là suy nghĩ về chị hết, cũng trách móc chị gì hết, thật sự cũng chẳng trách móc chị một điều gì hết, cũng không suy nghĩ gì hết chị gì về cái gì hết, mà chỉ nói lời cảm ơn với chị thôi. Chị Phương Lê, rất cảm ơn chị Phương Lê, tại vì thời gian đầu là chị đứng ra chị nên chị nói, nhờ tiếng nói của chị mà lan tỏa được nhiều hơn, thế là gia đình cũng như bản thân em cũng như gia đình em mà cảm ơn chị rất là nhiều, cũng như cảm ơn tất cả mọi người, cộng đồng mạng cũng như báo chí rồi trong và ngoài nước, bản thân cũng như anh cũng võ thế, em cũng rất là cảm ơn. Tại vì những cái động viên chia sẻ hoặc là những cái mà anh đã làm kêu gọi người làm cho cháu, đấy là một sự tri ân trân trọng đối với các anh các chị. Cái vấn đề của chị Phương Lê đấy thì anh nghĩ bây giờ chắc là hai em phải phải nói chuyện với nhau một cách như là chân tình đi, để mình giải 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 tỏa những cái khúc mắc trong lòng á. Anh không hiểu về tại sao mà Phương Lê có những cái clip mà nói là vạch trần những gì để sự thật gì của tụi em này nọ rồi đó, thì không biết là tại sao lại có những cái clip đó và đặt những cái title, những tựa đề nó hơi sốc á, kiểu giống vậy, trong khi trước đó một thời gian rất là ngắn thôi cũng đã lên tiếng bênh vực này nọ rất là nhiều. Thì trong những cái clip đó thì Phương Lê cũng có đưa ra là tụi em là có những cái ý mà ý nghĩ không có tốt về Phương Lê rồi này này nọ đó. Thì sẵn đây thì em có một vài một lời giải thích nào đó để cho cộng đồng hiểu rằng là cái việc như thế nào không? Thì em như hôm qua em nói với anh rồi, em chỉ bình luận là đấy là cạn lời thôi, chị em không nói là cái gì, em không bỏ lời cạn lời là em trách chị hay là trách ai hết, em không có nói gì hết, thật sự là không có nói gì để tại chị suy nghĩ như vậy thôi, còn bản thân em không 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 nghĩ là trách gì hết. Tại vì trước khi mình trách người ta thì mình phải nghĩ đến những gì người ta đã làm cho mình,
Đấy là em nói thật, nói rất chân tình, tại vì bản thân anh thế thôi. Đùng một cái, anh có thể là quay ngoắt hay như thế nào đó, anh không bảo vệ nữa, anh không kêu gọi nữa, anh bỏ anh nằm im đi. Nhưng mà cũng đâu thể mà trách anh được, đúng không? Làm sao trách anh được? Đấy là quyền của mỗi người. Mỗi người có một quan điểm, có một cách nghĩ. Vâng. Còn bảo là em thì em cũng đã nhắn tin cho chị Phương Lê đó, em cũng nói em muốn gửi cho anh đó, còn còn em không muốn nói gì hơn nữa, gia đình giờ chỉ muốn im lặng nhé. Thật sự là em không phải đâu, anh cũng võ em cũng đã biết nên là em cũng mới chia sẻ rất thật sự. Bây giờ nhiều người hỏi em không chia sẻ, tại bây giờ mình nói nhiều đôi khi mình thành dở. Vâng, đấy. Còn em không muốn nói, em chỉ biết là đó, em nhắn tin cho chị như vậy và gia đình bản thân em từ trước và đến bây giờ vẫn ghi nhận và cảm ơn cái tấm lòng chị đối với cháu cũng như gia đình trong thời gian vừa qua. Dạ. Em có biết rằng là phía bên gia đình của Thái Trang là họ đang cũng thuê luật sư để họ bào chữa không? Cái đó Có thì em thực tế thì em chưa biết được, chỉ có nghe dư luận cộng đồng mạng người ta nói thôi, còn thực tế em chưa biết. không? Và nhưng mà theo quan điểm của em thì nó anh cũng biết rồi, người ta cũng sẽ kêu thuê luật sư thôi, người ta không thể nào để cho người con người ta như thế được, người ta phải thuê, đó đấy là quyền. Người ta không có luật sư thì quyền của luật sư mà không thuê, người ta cũng bản thân họ cũng có luật sư để người ta bào chữa cho họ anh ạ, thế thôi. Còn ai thì ai bảo chữa hay như thế nào thì cũng dựa trên cơ sở pháp luật nha, chứ không thể nào mà mình không trên cơ sở pháp luật để mình làm được, đều trên cơ sở pháp luật hết. Có một cái câu hỏi này nó hơi nhạy cảm chút mà rất là nhiều người quan tâm, mà nếu em trả lời được thì trả lời, còn nếu không thì em nói là em không biết ha. Là cái vấn đề Vâng. về bên phía của Thái Trang là anh cũng nghe nhiều người nói rằng là họ sẽ chạy án lên tới cơ quan cấp cao đó, ra tới trung ương này nọ rồi đó, hoặc từ địa phương lên tới trung ương đó, thì cái vấn đề này là theo em nghĩ là có không? Thì nếu mà họ thì họ mỗi người đều có quyền, họ có quyền anh đúng không, họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn đó. Nhưng mà bản thân em thì em không biết cái đó như thế nào hết. Còn về cái quyền của mọi người, họ đều có quyền làm sao để không vi phạm pháp luật được rồi, họ biết điều đó. Còn họ chạy như thế nào thì em cũng không quan tâm nhiều, tại vì sao, dù như thế nào thì em luôn luôn tin tưởng pháp luật, luôn luôn tin tưởng vào những người mà cán cầm cân lệnh mực pháp luật, thế thôi. Còn bây giờ mình cũng chẳng biết nói sao ấy, thật sự không biết, thật sự là Đúng gia đình không biết luôn, rồi. cũng là và họ làm như nào đấy là việc của họ. Còn bản thân em thì cũng luôn luôn tin tưởng pháp luật. Em tin rằng là nó sẽ sáng tỏ được, và ai chịu tội thì phải chịu tội đối với hình phạt thích đáng nhất đối với tội ác của mình. Hiện tại bây giờ thì cái tình trạng sức khỏe không như cái công ăn việc làm của mẹ bé Văn An thì bây giờ như thế nào em? Nói chung là dù sao thì con người vẫn phải sống, sống để tồn tại bản thân. Thứ hai nữa, em Hạnh lại còn lâm an nữa, nên là em Hạnh vẫn phải bươn trải cuộc sống. Thứ nhất là về kinh tế, nỗi đau kìm nén trong tim em Hạnh vẫn làm, nhưng mà làm online thôi anh. Đấy là em Hạnh nói với em thôi, là em làm online, em xin sếp làm online thôi để em có thời gian. Em nhất là trong cái thời gian này em cũng không suy nghĩ được gì nhiều, mà phải tập trung vào chăm sóc Vân An, Nam An nữa. Còn thời gian sau thì sẽ không biết như thế nào anh.
cũng mong gia đình cũng động viên rất nhiều gia đình, bạn bè, chị em, ngay cả những người cộng đồng mạng, những người không quen biết, cả trăm cả nghìn người nhắn tin động viên em mà gửi qua em. Thật sự là cả ngàn người, không phải là anh ạ. Nhắn tin cũng gửi lời hỏi thăm, chia sẻ, động viên em ạ, cố gắng vượt qua để nỗi đau này, để còn chăm sóc Lâm An nữa. Và em cũng đồng thời em cũng chuyển lời mời đó, em cũng nói, em cứ gọi điện hay gặp em ạ, em đều chia sẻ những nội dung đó. Tất cả mọi người trên đất nước của trên thế giới nhiều, Đức, Canada, Mỹ, ở Hàn Quốc, người ta cũng gửi cho em tin nhắn, gọi ra người Việt Kiều đấy, người ta gọi, người ta nhắn tin, người ta gọi rồi là người ta hỏi thăm cái chùa đó, rồi là xin ý kiến mình là để được cầu siêu cho chó, à, cho cháu, gọi là giúp một phần nhỏ nào cái góp của cái tình thương của họ đối với cháu để gửi chùa đó. Sẵn đây thì anh hỏi luôn về cái ngày mà 49 ngày mà cầu siêu, mà cái ngày 49 ngày cho cháu là cái ngày nào vậy em ha? Mày tổ chức được tại Việt Nam á. 49 ngày đúng là thất tuần là 49, vào đúng ngày mùng 1 anh ạ. Mùng 1 Tết anh Võ ơi. Ồ vậy đó hả? Mùng 1 Tết hả? Ồ vậy à. À 49 ngày là thất năm là thứ 3 này, thất 6 này. Thất năm là thứ 3 này, thất năm anh Võ. Thứ ba là thất năm, còn anh nói là thất bảy đó. Thất bảy là ngày mùng 8 Tết. Mùng 8 Tết. Tại vì anh muốn là anh cũng tổ chức cái 49 ngày cỡ bé ở đây luôn. Thứ ba là thất sáu không Võ Hùng. Bây giờ hôm nay một tháng rồi, 30 ngày rồi, còn mấy ngày là đúng rồi anh ơi. Thất sáu rồi. Như vậy là mùng 1 Tết là ngày. Mùng 1 Tết là 49 ngày đúng không? Đúng mùng 1 Tết. Vâng. Đúng mùng 1 Tết, như vậy là phải đúng cái giờ Việt Nam, là hình như cái giờ Việt Nam là ngày 30 Tết hay sao? Tại vì ở Việt Nam là nó đi trước Bỉ là 15 tiếng, cho nên là coi như là lúc nào là cũng Việt Nam đi trước hết á. Vâng. Thì anh muốn làm việc cùng lúc đó, để cho nó ý nghĩa đó. Dạ vâng. Thì cháu mất ngày 22 đấy anh. 22 tháng 12. Thì là 22 tháng 12 thì là 49 ngày là vào ngày bao nhiêu tháng 3 đấy anh? Để anh tính lại cho kỹ. Nhưng mà em hỏi giùm anh cái ngày chính xác ở Việt Nam là 4 tháng 49 rồi em tắt cho anh nha, cho anh biết. Dạ vâng. Em sẽ báo cho anh biết. Dạ. Còn mọi thứ về mọi việc thì bây giờ mình cứ chờ thôi đúng không? Mình chờ rồi mà lỡ khi mà mình nó chờ lâu quá rồi cái việc này là nó chìm xuồng thì sao? Em không tin rằng là xuồng. Thật sự là em không nghĩ là người ta sẽ như thế nào, cái điện thoại sẽ như thế nào. Thật sự không quan tâm nhiều. Em chỉ quan tâm rằng là cái việc của cháu là làm cái tội mà tội ác mà không phải riêng gia đình, không phải cộng đồng người dân Việt Nam, mà ở trên thế giới người ta cũng căm phẫn, phẫn nộ lắm. Nên là em tin là pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội anh Vũ Võ. Em coi lại cái điện thoại chút xíu nha, nó rõ hơn chút xíu, điện thoại nó hơi nhỏ. Anh nghe rõ không ạ? Rồi em nói lại đi, ok, rồi. Vâng, thì em cũng không biết họ như nào hết, nhưng mà chỉ có em luôn tin rằng là cái việc mà làm tàn độc của chúng nó thì không phải gia đình em, mà tất cả mọi người dân Việt Nam, người bố, người mẹ có con hoặc không có con, hoặc tất cả những người dân trên thế giới này biết cái việc này đều căm phẫn hết, thì họ sẽ luôn đồng hành ủng hộ gia đình. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là em luôn tin rằng pháp luật sẽ xử nghiêm minh và đúng người đúng tội đối với hai đứa ái trang này.
Ok, thì bây giờ nếu mà có cái lời cuối cùng, thứ nhất là nói với lại Phương Lê thì với lại cộng đồng đó, thì bây giờ em cho cái lời cuối đi, rồi anh em mình hẹn lại một cái ngày khác nói chuyện tiếp. Dạ vâng, thì nói chung là qua cái kênh của anh Cúc Võ thì em cho em gửi lời cảm ơn trước tiên đến anh, rồi đến tất cả cộng đồng mạng, báo chí, truyền thông, rồi là trên của đất nước Việt Nam của em, cùng như tất cả những cộng đồng mạng ở ngoài thế giới trên trái đất này, là một lời cảm ơn, tri ân và cảm ơn rất nhiều mọi người đã dành tình cảm cho cháu Vân Nam, đã tạo điều kiện nhất là giúp đỡ cháu, rồi là giúp cháu cầu siêu cũng như là lan tỏa cái vụ việc của cháu. Dạ, em chỉ biết nói vậy thôi anh ạ. Rồi thì nói chung anh cũng cũng mong rằng là em cũng ghi sức khỏe ha, anh cũng gửi lời thăm mẹ của bé Văn An là hạnh đó, anh cũng chúc sức khỏe của em đó luôn. Rồi thì nói chung là cái chuyện gì thì nó đến rồi nó sẽ đến thôi, tất cả mọi thứ đều nó tùy vào duyên ha. Thì Dạ vâng. mình cứ đúng cái đường thẳng, mình là người kia là chính nghĩa thì mình cứ đúng cái đường thẳng là mình đi thôi, mình cũng không sợ bất cứ một cái thế lực nào cả. Vâng, em mong là thế và em tin là thế anh ạ. Rồi anh thì tạm dừng clip ở đây ha, anh chúc em sức khỏe Dạ nhiều vâng. nha. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Dạ Rồi em anh chào chào anh em. Cúc Võ nhé. Chào em. Đó quý vị, thì quý vị cũng vừa mới nghe qua một cái clip cũng khá dài, nói chuyện của Quốc Võ và Nguyễn Quang Vinh. Nguyễn Quang Vinh tức là anh ruột của mẹ bé Văn An đó. Thì đều cũng đã có một vài những câu hỏi, có một số câu hỏi nó cũng khá là nhạy cảm trong cái thời điểm này. Nhưng mà nếu như chúng ta không có gì giải đáp thắc mắc á, thì khán giả sẽ thông tin bị nhiễu loạn, thì đôi khi khán giả cũng không biết là cái bên nào đúng cái nào sai. Vì vậy cho nên chúng ta nên nghe người trong cuộc nói thì nó sẽ rõ ràng hơn và nó chất lượng hơn. Đó là lý do mà Quốc Võ cũng cố gắng liên lạc với lại Vinh để Vinh cùng lên cái tiếng nói đó. Đúng ra thì Quốc Võ cũng phải phỏng vấn thêm Loan nữa, nhưng mà Loan dạo này bận việc quá, tại vì gần Tết tới nơi rồi mà công việc của Loan thì rất rất là bận rộn. Vì vậy cho nên là cũng không có tiện để nói chuyện được, thì Loan mới nhường cái cuộc nói chuyện lại cho Vinh đó. Thì quý vị nào có thêm những câu hỏi nào mà thắc mắc đó, thì quý vị cứ việc để lại cái lời comment ở dưới cái clip này, rồi Quốc Võ sẽ tổng kết lại. Rồi có cái dịp thì Quốc Võ sẽ hỏi Vinh để Vinh trả lời nha. Rồi Quốc Võ xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là an bình và hạnh phúc nha. I love you cả nhà mình.